Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay đồng hành cùng với mình Đó là ở đâu rồi? Thế chào mọi người nha. Ngày hôm nay là không có cái căn phòng pet đâu. Thế là không trốn được các bạn ơi. Thanh niên banh phải đứng góc tường. Đấy, thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với cái mini game này. Mình đã chơi một lần rồi, mình đã tham gia cái cuộc thi này một lần cùng với cả thanh niên Pixel rồi. Nhưng mà nói chung là các bạn bảo là hãy gọi là hãy mời một pro ở trong Noob Team đấy để tham gia cái mini game này, nó hợp lý hơn, chứ thanh niên Pixel là hơi gà. Rồi ok, đây thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tham gia cái cuộc thi gọi là nhảy các bạn nhé, drop nhảy dù đấy, nhảy dù cùng với đó là đằng sau mình đây là rất là nhiều pet. Đấy, mở pet luôn. Đâu, đây là đấy, rất là nhiều trứng. Bắt đầu đã. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đây. Núp xe gọi là chỉ làm mẫu rồi nha. Bên này thì đây, bên này là sẽ xem rằng là tí nữa tổng kết. Ở đâu thanh niên rồi, quay lại đây. Đây. Bên này là sẽ tổng kết xem rằng là ai đấy sẽ chết nhiều nhất. Chết nhiều nhất là tính kiểu như thua rồi đấy. Thua một phần thi đấy. Rồi, bắt đầu đây. Nhiệm vụ của chúng ta đó là phải nhảy vượt chướng ngại vật, nhảy và nhảy trúng nước nhá. Nhảy trúng nước là auto được tiền. Đấy, khó rồi, chưa? Chết tờ rồi, tôi chết một lần rồi các bạn ơi. Sau ngày hôm nay tôi khởi đầu hơi lẩm. Ấy. Ấy già ghê, đối thủ nặng ký đấy các bạn ơi. Ấy, ghê, được đấy. Được anh em ạ. Ấy, được. Chết thỏ luôn. Được. Ui, chết giả hôn, đến lại. Ấy. Chết thỏ luôn. Ấy. Hình như là mình sẽ rồi. Ấy. Ui khó quá. Ui, các bạn ơi, ngày hôm nay làm sao? Mình đang muốn nhảy chỗ khó để được. Nhảy chỗ khó được nhiều tiền hơn sao đấy. Rồi đây. Ui gần được rồi kìa. Khoai 400 rồi. Rồi, đây lúc nhảy 500, lúc về lúc mở pet luôn. Ấy, ui. Đó, rồi. Ok, làm nhẹ 500 coi về mở pet. Ui, như này, nhảy phát được 300 luôn. Ui, đấy, nhảy chỗ khó được nhiều tiền luôn mà. Rồi, được cái gì đây, chứ mình cu được rồi kia luôn, nhưng mà... Ui, chạy nhanh thì làm quá. Cái gì ơ? Ở trong cái map nhảy dù chạy nhanh thì liên quan gì? Trời ơi, rồi. Đó, để núp thể hiện trình độ nhảy chỗ khó cho các bạn xem này. Ui, suýt được. Phải suýt tầm mấy lần. Ui, không ổn rồi, không ổn. Mình nghĩ là núp lên nhảy chỗ này. Không ổn rồi. Ôi nhảy vào cái cánh cổng kia xin thì được thì... Ta... Nhảy vào cánh cổng được gì không? Thử xem. Đâu, để núp thử xem nào. Chết. Cái màu hồng ấy. Chết chắc luôn ấy. Ô, nhảy chỗ này cũng được tiền này. Ô. Ô, à. Thanh niên nhảy. À. À, nhảy đây là nhảy auto được rồi. Nhảy nước ở trên là cũng được tiền này. À, rồi, biết. Không, nhưng mà thực ra thì lâu mới được thôi. Đâu, nhảy cánh cổng màu hồng cho mà xem này. Để núp nhảy cái cổng màu hồng cho các bạn xem lại. Thôi chết luôn. Cây thế nhờ, chết dở ngày hôm nay. Quắng gà thế. Ấy, ui suýt được. À. Thì thanh niên, ấy, thanh niên toàn chơi chậm mà chắc à. Rồi luôn. Ui. Nhảy chỗ khó được. Ui. À, thả lần trước mình nhảy chỗ bao nhiêu lần chỗ khó. Sao cái chỗ đấy không được nhỉ? Thôi, tốt nhất là tôi làm theo kiểu phong cách này, chỗ khó đây. Chậm mà chắc đây. Rồi, 500 lúc lại bẻ tiếp à. Mình sẽ mở pet liên tục luôn, được đồng nào là xào đồng đấy luôn các bạn ạ. Nào. Ui, nhảy một phát được 300. Lại chạy nhanh. Ui giời ơi. 2000 lắm thôi. Lại chạy nhanh thì chúng ta lại ra kiếm tiền tiếp. Nhảy phát được bao nhiêu? 300, nhảy chỗ khó ấy. Gấp đôi, gấp 3 lần đấy. Cái này được mỗi 100. Cái này được mỗi 100, cái kia được 300 được mà. Cũng xứng đáng các bạn ạ. Nhưng mà ui, suýt được. Ghê, ui. Khó thế, thà luôn khó. Chết thực... mấy lần. Khó, khó thực sự luôn đi. Chết dở ngày hôm nay mình... Ui, suýt được. Ấy. Ấy. Quách không được, khó rồi, thế. Thà luôn là nó khó dã man các bạn ơi. Ấy, có cái ở bên nhà này, thử nhảy bên nhà xem. Ui, thôi mình chọn cái nhảy bên nhà cũng được ấy. Ấy. Đây rồi, bên nhà. Nhảy nhà khó hơn đấy. Nhảy nhà có đúng một lóc khó. Thà bạn luôn chứ. Đâu mình thử đổi góc nhìn đây nào. Không
đổi góc nhìn vẫn thế à? Ui ôi. Chịu. Thôi, chúng ta hãy chọn cách chậm mà chắc đi. Mình sẽ đổi chiến thuật thôi các bạn đây. Mình không thể nào đi so đo trình độ được. Ui, thế nên 2000 năm rồi kìa. Mình về mở pet rồi. Ghê thật. 2000 năm mở 5 con pet mà không được quả may mắn nào nữa rồi đấy. Lúc mở 2 con pet ra chạy nhanh luôn. Mà chạy nhanh thì nó không có tác dụng gì ở trong cái mini game này. Về. Cái gì đây? Ui, cục vàng này. Ui, cái gì đây? À, feeling lucky. Ờ, thế té ra để lúc mở luôn cho xem này. Ăn thôi. Ai? Đừng bảo lại chạy nhanh nhá. Rồi, 3 con chạy nhanh rồi. Tôi không còn gì để nói rồi. 3 con chạy nhanh đến với vị trí. Cái cánh cổng sau là phải mở à? Đúng rồi, 2500. Uầy, mình đã có 2000 rồi bạn ơi. Thế thì tính ra thanh niên này sắp mở được. Đó, rồi mình sẽ lại kiếm. Sắp xơi nhau xong. Mình, à được 200. 200 đây, gấp đôi đây. Không, anh tưởng là nhảy vào xong núp được tiền. Không, lên đâu ra bà thơ đang kiếm tiền đây. Đang kiếm tiền chậm mà chắc đây các bạn ơi. Level đầu đấy nhá, mới level đầu thôi mà mình cảm thấy rằng là và xong ngày hôm nay chân tay nó run thế nhở. Chết dở rồi. Điện này đói rồi. Hay có khi là bắt lúc đầu mở thì chưa ăn cơm rồi. Tôi mở được 3 con pet ấy rồi đấy. 3 con pet chạy nhanh rồi đấy. Con pet này tư chạy nhanh đây thôi đấy. Ui giời, cái gì đây? Ừ, feeling lucky rồi, hoa ăn thịt đây rồi. À, nó cú thật luôn. Đây, có hình như là có cả con pet rơi chậm. Đấy, con pet rơi chậm rất là lợi nha. Rồi, ok. Sao vừa lấy dễ trúng mà bây giờ khó thế nhỉ? Ui, bây giờ mà nhảy được cái kia là cái gì đấy? cái gì đấy? Bây giờ mình nhảy được cái kia là là 600. Ui. Là 600 luôn anh ạ. Ui. Cái gì đấy? Đi đây. Anh nhiên làm gì á? Không, lúc nào cái gì đâu. Có cái con cây hoa gì này. Lâu toàn bị chết thôi ạ. Đây là cái con cây hoa này. Đừng đánh, đừng đánh. Thì nhìn cứ đánh. Đánh không đánh luôn. Đây này có con cây. À. Cây hoa. Đấy nhá. Nó tự nhiên nó bị thế à. Hey. Rồi đấy. Trời ơi. Chết trả rồi. Đâu? Quay nhảy đi. Đâu? Đâu để núp được đây nhỉ? Đấy. Đấy. Lâu toàn bị chết. À, bị đói. Trời đất ơi. À. Bị đói là bị như thế này à? À, bị đói là bị chết. À, đúng rồi nhỉ. Trời ơi, hai thanh niên cứ đi đổi tội cho cái cây hoa hóa ra bị đói. Trời ơi, bị đói thì nó chả bị chết. Chịu chết luôn các bạn ơi. Không biết. Trời ơi, mình cứ bảo sao thanh niên này cứ ngồi đây xong rồi. Mình cũng bị theo kiểu thanh niên này các bạn. Rồi, nên sang chắc sang mình map bên kia rồi. Thôi mình ở đây thăm ngàn. Map bên kia bao tiền đấy? 2000 năm đủ rồi mà, anh đủ rồi. Đấy, lúc kiếm 2000 năm lúc qua rồi các bạn. Căn bản lúc đen các bạn đây. Lúc mở pet nó không ra để chấp nhận rồi. Không trách ai được. Ây ạ. Ok. Bên này khó lắm. Bên đấy khó hơn à? Ui. Ờ, nhìn thấy khó rồi. Nhìn là thấy khó rồi nha. Ơi. Mình chưa nhảy trúng được quả khó bên này cái nào luôn đấy. Cay đấy bạn, đang cay cú cái mình đấy. Ôi ơi. Ui, suýt được. Nó chứ cảm giác cứ bị sợ. Hè. Bạn nào mà chơi kiểu như cái cuộc thi này mà sợ độ cao là không chơi được các bạn. Rồi, chết liên tục rồi đây này. Ui giời ơi. Trời ơi, tôi sẽ chọn cách rồi, tôi để chậm mà chắc thôi. 1700 rồi. Chúng ta sẽ kiếm 2000 năm để sang bên kia gọi là nhảy cùng thanh niên vanh thôi. Chứ không thể nào mà cứ ngồi đây mà nhảy mãi được các bạn đây. Đây. Ui. Bên này có nhiều chỗ khó lắm này. Nhiều chỗ khó càng được nhiều tiền mà. Ông bây giờ phải thử thách nhảy chỗ khó. Hay à? Hay à? Nhảy thế mà còn xin được nữa thì cay thật. Rồi. Đấy, 2003 rồi. Đây, sắp đúng. Thả nó chứ mình. Đấy. Kiểu như là mình cứ tham gia mini game gì cùng với thanh niên vanh là rất là khó rồi bạn, kiểu như đẳng cấp pro hơn ra. Đâu, nào, từ sao. Con này đâu ra. Ờ, không được các bạn. Phải ai mở người đấy qua. Không có cái kiểu dùng ké đâu. Rồi. Ấy. Hay à. Ui. Bên này khoai hơn. Bên này là khoai hơn các bạn. Ừ,
không sao, ở trên cũng 1.000 mà ở dưới cũng 1.000 là sao? Uầy. Cái chỗ nào thì nhưng mà bên trên nó khó hơn ba. Không, bên trên dễ hơn. Chả lấy đâu ra bên dưới dễ hơn mà. Ôi trời ơi, bên dưới này dễ ra man, bên dưới to tướng luôn. Nhảy cái là trúng luôn các bạn thấy không? Đấy. Uầy, nhưng bên này nhảy thích nhỉ. Này. Ôi ôi. Ý, cũng 1.000 một bạn. Thôi về mở pet. 2.000 một con. Mình sẽ luôn là người khai trương. Đấy. Rồi, con gấu là cái gì đây? Lại nét lét văn. Mày bị điên à? Biến ra chỗ khác. Mình cũng chả hiểu là con pet nó chạy nhanh nó có tác dụng gì. Ui giời. Feeling less hungry. Cay thật sự luôn. Đấy, cay cay. Thất thất tình tự tử. Đấy. À, nhảy, ui, mình nhảy quả chuẩn thế, nhảy phát ở giữa luôn. Nhảy, ở trong cái map này nhảy ở đâu cũng cũng được 1.000 hết à? Ừ, anh đang cố nhảy những chỗ khó hơn để xem được nhiều tiền. Đây này, có chỗ ấy này, có chỗ gì nhỉ? Dưới thuyền đấy á, không, thuyền đấy á. Chỗ kiểu như là chỗ để Ender Crystal ấy. À biết rồi nhưng mà chưa tìm ra cái chỗ để. Bây giờ chúng ta phải có cái snowfall. Chắc phải có dư chậm. Có dư chậm ấy là chúng ta có thể. Uầy, không phải có fly ấy. Ơi, nhảy chết giờ cứ mải ngồi tào lao nhảy toàn xịt 3-4 lần các bạn ơi. Thế là dở rồi. Rồi về vào pet đi. Cay thật các bạn ạ. À. Mình cứ mở pet rồi. Rồi, lại người tuyết luôn. Mày bị điên à? Biết. À luôn. Ui dồi. Đây tôi nhảy gần ở đây này. Nhảy gần đây thì rất là gọi là khoai luôn đấy. Không, đúng sát là cái cột là dễ mà. Chả đâu, sát là dễ. Hộ cái. Hộ cái. Ui. Đây, Vanh nhảy 10 phát rồi được, 8 phát. À, đây rồi. À, đây rồi. Thôi về mở pet luôn. Được, uầy. Tôi cũng được phải tầm 6.000 rồi. Lại là Feeling Less Hungry ạ. Mày cây có mở cây. Có mở đúng không, là cho mở đó cây bạn. Thôi Vanh mở đi, lúc ăn hết gọi là ăn hết cái phần đen rồi gì nữa sử dụng hết. Cho mở, cho mở tiếp đây cây ra mà được các bạn ơi. Thật sự luôn là mình bực thật sự rồi đấy. À, chết luôn, toàn chết luôn. Ui. À, vậy mở tiếp. À, cú ba la mở ra, mở ui cục vàng. Ừ, cục vàng này. Đấy. Đấy. Rồi về nha, nhìn okay. Nhìn nha các bạn nha, nhìn nha, đây là thắp gọi là người ta gọi là thắp hương cầu khấn khi chơi mini game này. Ôi, chết. Nhầm, may mắn đấy, may không, mắn thật nhầm. Này nhầm, đây là con không ơi. Đây lần này mở may mắn luôn này, mình nói thật luôn. May mắn cái gì không, đây đây may mắn đây bạn này, thắp hương cầu khấn khi đấy. Ui, chạy nhanh luôn ạ. Nghe thế nhở? Không, chắc mở cái con kia mất cái may mắn. Ui, may mắn à? Ừ. Cục vàng. Không, được cái con kiểu như là cái con gì mà có sừng ấy. À. Pony, con pony. Pony. Rồi, núp, bây giờ núp sẽ tích tiền rồi, núp sẽ mở lấy cái snowfall bạn. Để mình vào đây xem có con pet ra. 2.000 là con pet snowfall không nhá. Không, snowfall chỉ có ở level 1. Rồi, ok, mở bây giờ được snowfall ở level 1 thì thôi. Snowfall mở thôi. Đặt 500 rồi mà. Ui, may mắn. Ok, mở thôi, cứ mở thôi, mở bây giờ ra snowfall thôi. Nó rẻ mà. Ấy, đây này. Rồi. Luôn các bạn ơi. Ý. Rồi, nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. Đấy, nó rơi chậm chưa? Chúng ta có thể là gọi điều hướng nó. Ui, khá... fly luôn. Cái gì? Thế. Con pet đấy rõ ràng con pet cuối cùng mới có fly ở ba tàu lao thật. Thế chứ thiên nhiên mồm điêu. Đấy thấy không? Rơi rất là chậm luôn bạn. Ủa cái này nhưng mình mà bên cảm giác nó vẫn thế. Nhảy đâu nó vẫn là 1.000 à? Không, nhảy ở dưới chỗ này này, dưới chỗ tàu này là được 2.000 mấy luôn đấy. Dưới chỗ tàu nào? Đây, dưới chỗ ở chỗ thành phố này, nhảy dưới cái con tàu này có một cái hồ luôn này, ở cô chỗ vuông này. Ờ. Ừ. Ui. Làm quả nhảy đến 10.000 các bạn. Ui, mình có snowfall. Ây ạ. Ui, có snowfall đúng kiểu khác luôn các bạn ơi. Rồi, ta sẽ nhảy chỗ này mãi luôn. Để cho nó được tiền luôn. Yes.
thôi, tôi về tôi sang cánh cửa mới đây. Ui 25.000 cơ ạ. Ui thôi 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 luôn. Ui thanh niên đủ 25.000 luôn à? Ghê vậy? Mở cánh cửa mới chui ra em đi. Nhờ. Thanh niên ngáo thật sự các bạn ơi. Ôi mình cũng kiểu. Bên này nhìn khác ấy. Suýt được. Vậy đấy là cái gì có ta? Hai mình... đường. Rồi 25.000 rồi. Về đây về đây. Mình cũng về sang bên đấy rồi. Jungle. À bên này là gỗ à? Ui có hai đường à? Đường dễ đường khó phải không? Đường bên trái thì thấy dễ hơn. Ui bên này là thẳng tắp này. Rồi và chúng ta chết well luôn. Mình nhảy bên nào ta? Bên này nó ấy bên này. Bên này có chỗ ấy. Ui một cái 12.000 luôn. Ôi giời ơi. Nhiều tiền thật sự. Bạn nhân đi tìm cái chỗ nào có khó để xem được bao nhiêu tiền. Rồi 12.000 bên này. Ở trong cái nhà kia chắc chắn là được nhiều tiền luôn. Nhà nào? Đâu núp thử nhảy ra nào ạ? Trong cái nhà đá ở dưới kìa. Ui không 12.000. Hình như là cái 12.000 là cái ít tiền các bạn ơi. Ui giời ơi. Đang 53 nhá. Đang 53 nhảy phát kia được 20.000. Nhà trong nhà. Trong nhà thì cũng dễ mà. Ui, đâu xem nào. À đây đây. Đấy, 70 lên 90 luôn. Ui. Trong nhà nó khó hơn các bạn ơi. Trong nhà nó kiểu như nó đây đây đây, lao vào. Không kịp. Rồi thanh niên lao muộn thế. Thôi, chậm mà chắc đây, chiến thuật chậm mà chắc đây, ăn tiền ở đây này. Chiến thuật ăn tiền ở đây này. Rồi phải mở pet. Em nhảy nữa các bạn ơi, cay thật sự. Mở pet nó đen thì chứ. Con gì đây? Chống đói. Luôn. Lại chống đói. Cút. Cay rồi các bạn ơi. Nhảy tiếp. Luôn nhảy. Toàn ra con củ chuối chấm muối rồi bạn. Con dết. Ui. Không ngờ là cái gì ấy? Không ngờ là cái con nhìn nó rất là xấu. Nó không bằng em chim với cụt nhưng mà nó lại là con may mắn. Ui, thế lại được may mắn luôn các bạn ạ. Chịu rồi, trường hợp này tôi chịu rồi. À, mình nhảy bên này đi. Lại nhảy cái chỗ gọi là chỗ không khác đi. Bảy bên này có cái rơi chậm kiểu lâu hơn. Úi, rồi là quả lên 69.000 luôn. Hai con pet. Mở thôi. Ui, rơi. Rơi. Thế nào ở đây là mình speed thì không cần. Ui, snowfall. À, cái này không có fly đâu, chỉ có snowfall thôi. Đây chậm. Rồi ok. 250.000 chúng ta mới có thể là qua bên kia. Thế nên tầm này đi kiếm 200. Được con rơi được gì ấy? Cái gì? Con rơi được gì ấy? Rồi á, rồi nó được may mắn. Được may mắn mà. Ê à. Trời ơi khó quá. Nhảy bên này thì dễ được ít tiền các bạn. Đang nãy giờ không nhảy được phát nào. Ui. Chưa đấy. Thử nhảy vào chỗ khó được may mắn nó được bao nhiêu tiền luôn. Đấy nó đang cố đây. Đây. Ui ôi. Tính tiền luôn bạn. Làm quả tính tiền luôn đấy. Tính tiền luôn đấy. Ghê thật. Đây rồi cắm cổ. Cắm đầu. Ê. Chạy. Thế mà nó còn không nó lọt được. Nó cứ đập vào người. Đây, tôi nhảy thế mà không lọt được nữa thì chịu rồi. Thường không nhưng mà tính ra là độ khó nhất, chỗ nhảy khó nhất ở bên này nó vẫn là kiểu như cảm giác nó bị dễ nhỉ. Đâu để anh thử xem còn chỗ nào khó hơn không. Ui. Dễ thật sự luôn các bạn ạ. Dễ quá. Trời ơi, khó hơn được nữa không? Khó hơn được nữa không? Dễ quá. Ôi giời ơi dễ quá. dễ quá. Cái này mình thanh niên banh có snowfall chưa? Có rồi. À thế cũng tính ra cũng không, dễ mà. Mình đang ôi đi tìm cái chỗ nào nó khó hơn. Có mỗi chỗ đấy khó nhất ở trong cái map này thôi. Dễ thật chưa? Dễ thực sự. Trời ơi dễ thực sự. Rồi, à, qua bên Space Drop. Nhảy ngoài không gian. Nhảy ngoài không gian. Đây bên này thì nhiều chỗ lắm. Chỗ dễ cũng có. Mà chỗ khó cũng có nhiều.
Đây chúng ta sẽ chui. Ui. Bay. Happy New Year kìa. Happy New Year. Ơ, Happy New Year. Happy New Year. Ui. Năm mới rồi đấy các bạn ơi. Trời ơi, Happy New Year luôn. Đấy, mà tiết lộ cho bạn một cái bí mật, đó là cái clip mình đang quay là đúng là 00 giờ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Wow. Và dòng chữ xuất hiện Happy New Year. Xin thật sự. Rồi, nhảy thôi. Ui, chú dễ thì được ít à, nhiều dễ dễ được vẫn đơn giản quá nhỉ. Nhảy mấy chỗ khó khó cho bạn xem. Xem cho đã không? Thật tựa nhá, đến lúc nút sẽ về mở ba con pet. Đây. Kiếm tiền mở ba con pet đã để lấy cái snowfall. Thì cái snowfall là hợp lý luôn các bạn ạ. Gì đây? Let's run. Ôi giời ơi. Lại cái gì đây? Snowfall đây rồi. Ôi, snowfall wow. Anh em ơi. Ui, lúc này nhảy trúng cái lỗ nhỏ tí kia là được. Wow. Đấy, wow, với anh nhảy một phát được lên 200 mấy luôn này. Uầy, thế nhảy bao giờ thì win ta? Đi đi. Nhảy bao giờ thì win? Tiếp đi, tóm lại bây giờ mình nhảy đến bao giờ ta? À, tựa nhá xem nào. Như là nó có một cái mình sẽ cứ nhảy. Đây. Ui, bây giờ nhảy còn không mất máu luôn ạ. Ôi giời ơi. Rồi. Ok. Tôi ổn các bạn ơi. Được cái giờ đâu phu nhảy cái giờ không mất máu này đây. Ôi giời ơi. Nhảy dẫm xuống không mất máu. Ôi giời ơi, có fly rồi. Trời ơi, giờ đâu phu có fly luôn đây. Đây có rồi. Đây. Thế giờ đi đâu để thắng quá. Ôi, không biết, ai biết đâu, cứ nhảy thôi. Nhảy lên triệu tiền. Ôi giời ơi, bay các bạn như chim luôn. Tệ luôn chứ đâu xem nào. Thế nên cũng có slow full à? Ghê vậy. Này hên dã man luôn các bạn. Mình mở gọi là bục mặt ra mới được slow full. Và tất nhiên đơn giản thật. Đấy, nó sẽ chui xuống. Đấy. Đấy, ghê chua. Uầy. Bảy. Bây giờ kiếm đến triệu tiền thì mới thắng. Đâu, 1 triệu bây giờ chui làm cái gì thắng ta? Nó cũng chả biết bây giờ làm cái gì thắng các bạn đây. Cái này như không có thắng nào ấy. Cái này chúng ta tự quy định à. Thành niên là điêu trước chơi cùng bí xeo rồi kiểu gì chẳng biết chỗ thắng. Không, không có mà. Ui, mình tính ra là mình có chết có 75 lần thôi à. Ui, thanh niên vanh vẫn chết nhiều hơn mình à. Thanh niên vanh toàn chọn chỗ ấy à. Đâu, nó có biết chỗ thắng đâu thật. Thành niên này biết thì chỉ đi. Không biết, không có. Rồi. Cái này không có chỗ thắng đâu. Rồi chúng ta sẽ bay xuống đây. Đấy, cái cánh cửa cuối cùng đây, mũi tên nó chỉ xuống đây. Thắng là thắng, không thắng thì thôi. Đấy, hết rồi. Chính là hết rồi các bạn. Đây, ta đâu, chỗ nào đâu. Đâu, có chỗ thắng đâu. Không có em nhìn thấy nhờ. Không có chỗ thắng, đã bảo rồi. Thế nên nói không tin được bạn. Tôi ra tôi chui vào đây. Đấy, luôn chứ. Rồi. Ok, thì có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Đấy, các bạn thấy số pet của mình đã biết rằng là ngày hôm nay độ đen đủi của mình như thế nào rồi. Đúng thật là hầu như những cái mini game các bạn thấy không? Cảm thấy rằng là mini game nào mình tham gia của thanh niên Pixel thì mình lại rất may mắn. Nhưng mà mình mà tham gia của thanh niên Vanh thì mình lại rất đen đủi các bạn. Đấy, hầu như nha. Nhưng mà có lúc nó sẽ bị ngược lại. Ok, thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên qua kênh của Vanh ấn đăng ký ủng hộ Vanh nha. Và đừng quên comment kiến bạn phía dưới. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye.